Hi, xin chào các bạn. Lại là game hay thế giới nữa đây. Hôm nay tôi sẽ thử thách 100 ngày trở thành Titan TV Zombie. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại trở nên nông nổi như thế này? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Ở ngày đầu tiên, tôi là một TV man bình thường. Không, tôi không phải là một trong bốn người đó đâu, mà tôi nằm ở cái mộ kia kìa. Bởi vì trải qua một cuộc chiến kinh hoàng đã khiến rất nhiều TV man chết, tôi là một trong số đó. Và kết quả là đồng loại của tôi đã chôn cất tôi tại một nghĩa trang. Cậu ở đây yên nghỉ nhé, chúng tôi đi về đây. Khoan đã, đừng bỏ tôi một mình, tôi sợ ma lắm. Ủa gì vậy? Và thế là tôi phải ở đây một mình lạnh lẽo. Tôi tưởng rằng cuộc đời của tôi sẽ kết thúc tại đây, nhưng không các bạn à. Sau khi những TV man khác đi không được bao lâu, thì trong cái nghĩa trang này xuất hiện những sinh vật hết sức lạ lùng. Cơ thể bọn chúng đầy mùi thối và chảy ra chất dịch nhờn vô cùng ghê tởm. Bọn chúng nhìn thấy xác của tôi mới chết, liền lao tới phần mộ của tôi, đào bới và cắn xé cơ thể của tôi. Và thật bất ngờ, một chuyện quái dị đã xảy ra. Nước miếng của bọn chúng chiên vào trong cơ thể của tôi, khiến người của tôi giật bắn dậy. Nhưng lúc này tôi mơ hồ hồ và vô cùng đói bụng. Nhìn thấy lũ quái dị này, tôi không còn nghi ngờ gì nhiều nữa. Thậm chí tôi cũng không cảm thấy bọn chúng ghê tởm, thúi tha. Tôi đã giết bọn chúng, nhai đầu bọn chúng, xé xác và ăn ngược lại thịt của bọn chúng. Ngon quá. Nhưng tôi vẫn đói, nhưng tôi vẫn cồn cao. Thế là tôi tiếp tục đi lang thang khắp mọi nơi để đi tìm thức ăn cho vào bụng của mình. Đó là những gì diễn ra ở ngày thứ nhất của tôi. Đến ngày thứ hai, tôi đã lạc vào một khu rừng rậm rạp. Ở đây rất nhiều sinh vật. Tôi nhìn thấy bọn chúng, lỗ bụng của tôi lại cồn cào. Tôi lại muốn xé xác bọn chúng và cho vào miệng của mình. Có lẽ lúc này đầu óc của tôi không còn là một TV man như trước đây nữa. Tôi đã quên hết tất cả, quên luôn gia đình, quên luôn đồng loại, đặc biệt là quên luôn mùi của TV man cái thơm hay thúi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi một tuần cho đến một tháng trôi qua, tôi cứ miệt mài sống trong khu rừng này, bắt tất cả những sinh vật nào mà tôi nhìn thấy. Tôi ăn nhiều đến mức độ tôi đi toilet còn không kịp ra nữa. Cuộc đời của tôi có vẻ như rất sung sướng sau khi được hồi sinh lại với cái hình dạng quái dị này. Nhưng mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Sau khi tôi ăn hết những sinh vật trong khu rừng, tôi lại tiếp tục di chuyển sang khu rừng khác để tìm kiếm thức ăn, thì tôi lại bắt gặp được một kẻ. Hay quá, cuối cùng ta cũng nhìn thấy một TV man đi ngang qua đây. Mau, bao với chú ta của ngươi. Ta đã giúp các ngươi đánh bại được lũ quái vật bồn cầu ra khỏi lãnh thổ rồi. Đợi quá, bụng ta lại cồn cào nữa rồi. Ta muốn ăn thịt luôn ngươi. Cái quái quỷ gì thế này? TV man này, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Sao ngươi cứ nhìn vào ta rồi chảy nước miếng thế kia? Ngươi bị sao vậy? Ta muốn ăn ngươi. Cho ta cắn miếng đi. Tên khốn kiếp này, không lẽ ngươi đã biến thành zombie sáng sống rồi hay sao? Sau khi tôi nhai đầu thứ to lớn đang bị thương nằm ở đó, vô tình cơ thể của hắn đã cung cấp cho tôi một nguồn năng lượng rất lớn. Lúc này thân thể tôi to ra, tôi biến thành một Titan TV zombie thật thụ. Càng to, bụng của tôi càng cồn cao. Tôi càng đói. Tôi nhanh chóng rời khỏi khu rừng và tiếp tục lang thang thêm mười mấy ngày nữa, cho đến khi... Này, chú tể TV Man, mau trả lời cho ta biết, tại sao chú tể Rocket Man của chúng ta giúp đỡ các ngươi đánh bại kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của các ngươi, mà các ngươi đền đáp bằng cách sai người giết chết ông ấy chứ? Cái gì chứ? Titan Rocket Man đã chết rồi à? Khốn kiếp, không thể nào. Ta chưa bao giờ ra lệnh giết chết hắn cả. Hắn là ân nhân của lão TV Man chúng ta mà. Ngươi đừng giả vờ nữa. Chính mắt một Rocket Man đi thăm dò đã nhìn thấy chú tể bọn ta bị một tên TV Man ăn
sau đó còn biến thành một tay tình to lớn nữa. Không thể nào, không thể nào. Ta chưa bao giờ ra lệnh bất cứ thuộc hạ của ta làm như thế. Người hãy tin ta, hãy cho ta thời gian. Ta chắc chắn sẽ tìm ra kẻ giả mạo đó là ai. Đói quá, đói quá. Hả? Thức ăn, thức ăn. Ủa, sao có mùi gì thối dữ vậy? Hả? Ở đằng kia, đằng kia. Đứng lại cho ta, kẻ lạ mặt kia. Sao người dám vào tận lãnh địa của loài TV Man bọn ta? Hả? Cái quái quỷ gì thế này? Người, người cũng là một tài tình TV Man à? Nhưng sao người người gớm ghiếc thế này? Ta không quan tâm, ta chỉ muốn ăn, ta muốn nhai đầu các ngươi. Lại đây, lại đây. À, đúng rồi, đúng rồi, chính là tên đó. Hắn đã ăn thịt chúa tể Rocket Man của chúng tôi, rồi sau đó biến trở nên to lớn như thế này. Mẹ kiếp, thì ra là như vậy. Thứ này không phải thuộc thành viên của loài TV Man chúng tôi. Thứ này là thứ quái dị gì đó. Mau, giết chết nó nào. Sau khi tôi lang thang, nhìn thấy được hang ổ của loài TV Man, tôi không còn biết đồng loại của mình là ai, là như thế nào nữa. Tôi chỉ cần biết những thứ kia đang nhúc nhích và bọn chúng phải bị tôi ăn thịt. Lúc này, mọi đòn tấn công từ chúa tể tài tình TV Man cùng với những TV Man nhỏ khác đối với tôi là vô tác dụng. Bởi vì cơ thể của tôi đã bị mấy ngày thối rữa rồi, có nhận thêm tác động nữa cũng là vô hiệu họ. Trận chiến trải qua mười mấy ngày, bên phía loài TV Man bắt đầu yếu dần yếu mòn, và tôi thì chẳng thấy mệt. Thậm chí tôi càng chiến đấu tôi càng đói bụng, và kết cục tôi đã giết chết hết tất cả và nhai luôn đầu của chúa tể Titan TV Man vào trong miệng của mình. Vâng, cũng giống như lần trước tôi đã ăn thịt Titan Rocket Man, thì lần này nguồn năng lượng từ chúa tể TV Man còn kinh khủng hơn, giúp người của tôi trở nên ghê tởm hơn rất là nhiều. Được rồi, tôi lại tiếp tục lang thang tìm thứ gì thật khổng lồ cho vào bụng của mình thì mới đã. Cứu tao, cứu tao, tụi bay mau tránh ra. Thứ này là tao phát hiện đầu tiên mà, tao phải ăn được nó nhiều nhất. Không, cứu tao, tao phải hút tỉ nó để bồi dưỡng sức lực sau khi bị thất bại. Sau thêm mấy chục ngày di chuyển nữa, tôi vô cùng cồn cào thì phát hiện được một bầy quái vật bồ câu để cấu xé thứ gì đó. Chết tiệt, bỏ khốn, thứ đó sẽ là của tao. À không, tao sẽ ăn sạch đầu của chúng mày rồi ăn luôn thứ đó. Mau tránh ra. Này, này kiếp, kẻ nào to gan dám tranh giành thức ăn của chúng ta thế kia? Hả? Là một tên TV Man à? Khổ kiếp, một chút cùng với loại Rocket Man đã giết hại loại của chúng ta. Mau trả thù đi. Quạt, sao mùi gì thối thế? Là mùi hôi nách của tên TV Man này. À không, cái gì hắn cũng hôi cả, thối quá. Tôi cũng nhanh chóng nhảy tới lũ quái vật bồn cầu này và xé xác bọn chúng. Bọn chúng đánh mùi ra tôi cũng nhanh chóng phòng thủ. Lũ quái vật bồn cầu này rất mạnh, rất đông. Bọn chúng còn phóng ra những hạt lắc ba nữa. Nhưng cơ thể tôi đã mấy ngày rồi, có mấy ngày thêm cũng không sao. Và kết quả sau một tuần chiến đấu, tôi đã xé xác sạch bọn chúng. Được rồi, bây giờ là tới thưởng thức cái thứ nằm ở đằng kia. Wow, to quá, lớn quá, chắc là ngon lắm đây. Đã quá. Và tôi cũng không biết thứ khổng lồ màu đỏ đó là gì, nhưng cơ thể tôi lần thứ ba lại phát triển tiến hóa. Bây giờ tôi trở nên khổng lồ và trông kinh tởm hơn. Chết tiệt, mình tới trễ một bước. Khốn kiếp, người đã ăn mất cơ thể của Titan Spiderman hay sao? Ta không quan tâm thứ đó là ai. Bây giờ ta thấy ngươi, ta lại muốn ăn nữa rồi. Lại đây, cho ta cắn miếng nào. Mẹ kia, thú quái quỷ gì đây? Là một tên muốn trả Titan TV Zombie à? Khổ kiếp, ngươi ăn đồng đội ta, bây giờ còn muốn ăn ta hay sao? Được lắm, ta sẽ cho ngươi tan thành mấy khói. Đau quá,
Đau quá. Tên này mạnh quá. Tên này mạnh quá. Không ổn rồi các bạn à. Chạy thôi. Chạy thôi. Tôi chết tiệt này. Tôi định chạy đi đâu? Tưởng rằng tôi lại thêm một món mồi ngon để ăn thịt, nhưng thật không ngờ tôi lại đụng phải một ổ kiến lửa rồi. Không ổn rồi các bạn à. Hắn rất mạnh. Những đòn tấn công của hắn làm cho cơ thể tôi mất đi mấy phần, không kịp phục hồi. Đau quá, đau quá. Tôi phải cố gắng trốn chạy mà thôi. Cứ như thế, cứ như thế. Và 100 ngày cũng đã đến, nhưng hắn vẫn cứ đuổi, truy giết tôi. Còn tôi cứ cắm đầu bỏ chạy.